Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Dương chia sẻ với quý vị và các bạn là một gia chủ sinh năm 1989 Kỷ Tỵ. Đấy là gia chủ lựa chọn phương pháp là thiết kế online. Đấy thì trước khi thiết kế thì chúng tôi cũng tiến hành xác định cái độ số đất và qua vệ tinh. Sau khi xác định được cái độ số đất cũng như cùng với cái kích thước của khuôn đất thì chúng tôi tiến hành phân cung lập cực. Đấy, sau khi có được các thông tin như vậy thì chúng tôi tiến hành phân cung như này. Đối với hướng nhà này, của Kỷ Tỵ hướng nam thì sẽ có hai sao tốt chiếu vào là sao Vượng Tài và sao Tấn Điền, như là có một sao số là sao Khúc Khốc. Để biết thêm chi tiết thì liên hệ với Dương để giải thích rõ về ba cái sao này nhé. Chúng tôi sẽ phân ra những cái vị trí là đông nam, nam tây nam, đông tây, đông bắc và tây bắc. Và đối với 1989 thì vị trí bếp và vị trí nhà vệ sinh thì chúng ta có thể tọa tại đông, đông nam, nam bắc, và hướng về hướng bếp thì chúng ta sẽ hướng về hướng tốt là hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc. Đối với ban thờ, phòng ngủ, phòng khách thì chúng ta có thể tọa tại cái vị trí là hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc, đồng thời cũng hướng về cái hướng tốt đó luôn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phân ra những cái cung tài lộc, cung danh tiếng, cung hôn nhân, cung sức khỏe, cung con cái, cung trí thức, cung quan lộc và cung quý nhân để cho quý vị và các bạn kích hoạt tài lộc trong gia đình từng cung vị một. Để biết thêm